Thưa quý vị và các bạn, Toyota Vios là mẫu xe độc tôn về doanh số bán trên thị trường ô tô Việt Nam nhiều năm qua sau khi lật đổ người anh em Innova. Tuy nhiên, bước sang năm 2019, trước sức ép cạnh tranh quá lớn từ các đối thủ trong bối cảnh nhu cầu thị trường yếu, Toyota Vios liên tục được Toyota Việt Nam cùng các đại lý giảm giá khuyến mại để thiết lập các bước đáy chưa từng có trong lịch sử. Từ chỗ giảm giá tiền mặt lên tới 60-80 triệu đồng từ các đại lý, Vios tiếp tục được Toyota Việt Nam hạ giá niêm yết 30-40 triệu đồng với các mức giá mới từ 490-570 triệu đồng. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, một mẫu xe Toyota phân phối chính hãng tại Việt Nam được giảm giá niêm yết sau khi Camry 2.5Q được giảm giá gần 70 triệu đồng khi chuyển sang nhập khẩu hồi đầu năm nay. Chưa dừng lại ở đó, giá bán tại đại lý của Toyota Vios sau khi giảm giá niêm yết thường xuyên giảm từ 20-30 triệu đồng, khiến mức giá thấp nhất của mẫu xe này có thời điểm tới 455-460 triệu đồng là các mức thấp kỷ lục từ trước tới nay. Vì sao một mẫu xe bán chạy nhất, nổi tiếng giữ giá nhất mang thương hiệu Toyota lại rớt giá mạnh như vậy? Theo một số chuyên gia, mức giá Vios giảm mạnh xuất phát từ nhu cầu yếu trong bối cảnh các đối thủ trong và ngoài phân khúc gây áp lực vô cùng lớn, trong đó có những tên tuổi như Hyundai Accent, Honda City, thậm chí cả Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga với tầm tiền tương đương. Tất nhiên cũng cần lưu ý, giá bán liên quan mật thiết tới doanh số lợi nhuận và mỗi nhà sản xuất phân phối có các lựa chọn khác nhau về cán cân này, ưu tiên mục tiêu nào hơn. Trường hợp của Vios, các đại lý cắn răng chịu lỗ so với giá nhập để kỳ vọng vào các mức thưởng và được nhận kèm các mẫu xe hot hơn như Camry 2.5Q. Chắc chắn sẽ rất nhiều người không tin việc đại lý bị lỗ khi bán Vios trong nhiều tháng qua, nhưng nếu tận mắt được xem hóa đơn từ đại lý nhập từ Toyota Việt Nam thì có lẽ họ hoàn toàn bị thuyết phục. Chính vì ưu tiên từng mục tiêu vào từng giai đoạn cụ thể nên sau các tháng Vios lên đồng loạt về doanh số nhờ được khuyến mại khủng, giá mẫu xe này đang co lại 10-15 triệu đồng, thậm chí một số phiên bản đã bắt đầu phải ký chờ. Về phần mình, Honda City lại tìm cách nâng sức hấp dẫn và có xu hướng giải phóng hàng tồn bằng giải pháp tung ra phiên bản mới giá rẻ bên cạnh việc giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt. So với Toyota Vios thì Honda City có mức giảm tiền mặt khá ổn định và đang dần được thống nhất theo hai khu vực lớn là miền Bắc và miền Nam. Đó là chưa kể khách mua xe Honda phải theo hộ khẩu, nếu ở nơi hộ khẩu thường trú đã có đại lý Honda thì khách hàng buộc phải mua ở chính đại lý đó, cho dù đại lý khác có mức ưu đãi hấp dẫn hơn. Mới đây, Honda City phiên bản mới giá rẻ đã lặng lẽ được Honda Việt Nam đưa về một số đại lý để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng, đẩy mạnh doanh số. Phiên bản mới có tên City 1.5e với giá đề xuất 529 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với bản 1.5G và 70 triệu đồng so với bản 1.5L. Mặc dù vậy, có lẽ tiền nào của ấy, City 1.5e giảm được 30 triệu đồng so với bản G nhưng lại không có hàng loạt trang bị như camera lùi, cảm biến lùi, gương chiếu hậu chỉ chỉnh được mặt gương mà không gập điện và tích hợp báo rẽ. Ngoài ra, City 1.5e cũng không có đèn sương mù, đèn trang điểm, đèn cốp. Các trang bị còn lại giống với bản City 1.5G. Hệ thống giải trí trên phiên bản E chỉ là CD, AM, FM đi cùng hệ thống âm thanh 4 loa thay vì màn hình cảm ứng 6.8 inch như hai phiên bản cao. Trái tim của City 1.5e vẫn là động cơ 1.5 lít SOHC Ivitech 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, có công suất cực đại 118 mã lực tại 6.600 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.600 vòng trên phút, đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT, ứng dụng công nghệ Earth Dream. Được biết, nhu cầu của City 1.5e không cao nên chỉ có đại lý nào đặt hàng thì mới có hàng và số lượng cũng hạn chế. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện City 1.5e đang được giảm tiền mặt khoảng 10 triệu đồng, mức giá bán thực tế khoảng 520 triệu đồng. Theo nhận định chung, Honda City 1.5e chưa đủ sức hấp dẫn người dùng bởi mức giá giảm nhưng trang bị lại bị cắt giảm theo. Vì vậy, động thái này được xem như đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng mua xe chạy dịch vụ, đồng thời có thể là động thái tăng doanh số, đẩy mạnh hàng tồn theo kế hoạch để mở đường cho thế hệ mới có thể sẽ về Việt Nam trong năm 2020 sắp tới.